Hello, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game cuối ngày, con game cài cuốc lâu dài, đua top cài cuốc lâu dài ha. Còn Bách Chiến 3D, ok, đây là phiên bản server mới ha. Đấy, bản này thì mới up banh, chuẩn bị up banh server 2 thôi. Ok, ta sẽ chơi nhân vật nữ đi. Vô game hả? Rồi, đầu vô thì chúng ta sẽ chạy nhiệm vụ đầu game hả anh em. Cái game này thì chơi lâu dài nên là đầu vô là sẽ không có free tiền triệu hay là tiền tỷ ha. Thì nói trước để cho nhiều bạn mới vào cũng như là những anh em mà thích chơi những con game mà mì ăn liền á, gọi là mì ăn liền ha. Tại vì vô thì nó phi tiền tỷ đồ hết bà nữa rồi. Đó, thì bản này cài cốt nên là nó sẽ hơi lâu ha. Đấy, chứ không có nạn mà vô thì vài triệu, vài chục triệu hay là vài trăm triệu hay là 1-2 tỷ gì ha. Đó, vô thì chúng ta phải chạy nhiệm vụ. Ok, để cho nó chạy nhiệm vụ ha. Đầu vô cũng ta cũng chưa có gì hết anh em. Đó, vẫn không có gì ngoài phải chạy nhiệm vụ hết ha. Đó, vũ khí thì cũng là mấy cái vũ khí đỏ thì lai rai đồ các kiểu thôi. VIP thì cũng chưa luôn, vàng thì cũng chưa luôn, kim nguyên bảo này nọ cũng vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin server. Đây là trang chủ của game ha. Trang chủ của game là có Android, iOS, PC đầy đủ ha. Rồi chúng ta sẽ đến với fanpage. Đây, game mới khai mở S2 ha. Open vào 19 giờ ngày 9 tháng 12. Code thì chúng ta cũng sẽ có 4 cái code tân thủ. Chào mừng anh em Đặng A Sếp và chào mừng server mới ha. Bách Chiến 3D đồ họa siêu đẹp bối cảnh kiếm hiệp ha. Không tin nè. Tặng 500.000 kim nguyên bảo khóa VIP 4. Điện thoại chơi mượt máy tính càng ngon. Thì like xe cộng thêm code này nữa hả. Thì đây, server cũng có code nữa nè. Đó, code đầy đủ ha, khá nhiều. Ok, rồi thì mà vô thì chúng ta phải chạy nhiệm vụ đầu game cho nó lên cao cao rồi chúng ta hãy nhập code ha. Chứ mới vô thì nhập code vô thì cũng chưa có gì. Không thì nhập luôn cũng được. Đây, nạp thì chúng ta bấm vào cái phần nạp. Thì heo sẽ nhập code để mà lấy VIP với lại kim nguyên bảo để mà cho nó mua đồ, cho nó chạy cho lẹ ha. Rồi, viết code S1. Rồi, nhập vô. Nhập vô rồi chờ 1-2 giây thì nó sẽ có ha. Đây, 5.000 kim nguyên bảo hơn. Chúng ta sẽ vào kỳ chân cát để mua cái VIP cái đã. Ok, VIP. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ mua thời trang ha. Thời trang. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nhập thêm code nữa để kiếm kim nguyên bảo hường hả. Vì game này kim nguyên bảo hường là nhận được tới kim nguyên bảo khóa nhận được tới 500.000 lần nha anh em. Game này đối với nhiều game thì 500.000 nó không làm được gì, nhưng mà game này 500.000 kim nguyên bảo thì làm được kha khá việc ấy. Đó, 50 vạn. Ok. Đây, chúng ta nhập code rồi mà. Đây, đây được 2 bình ấy xếp. 50 vạn là tương đương với 500 ngàn rồi nha anh em. Rồi, đây, trong túi chúng ta đã có 500 ngàn kim nguyên bảo khóa hả. Và vài bình ấy xếp nhân 3. Ok. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một cái có chào mừng nữa ha. Ok, chúng ta sẽ nhập hết code đi. Code ngày, rồi code đền bù, lan xe, đồ các kiểu. Lượm hết ha, lượm hết ha. À, vô kỳ chân cát mua mua cái con linh hầu nè, là một. Mua cái dài này nè anh em, để cho mà chúng ta làm nhiệm vụ cho nó nhanh ha. Lướt cho nó đã. Ok, đây được 50 ngàn. 5 vạn là 50 ngàn ha.
Rồi ở đây chúng ta sẽ có code ngày. Ok, code này hết hạn hả ta? Vậy là code là chắc sử dụng được khoảng trong vòng 24 giờ gì đó. Ok, cái code đền bù hình như ăn được nè. Xanh nó bắt ra ngoài nó mới cho mở. Đây được 5 bạn nữa hả? Ok. Rồi ok, bây giờ chúng ta chạy nhiệm vụ lên level cao cao rồi chúng ta sẽ nâng đồ cái hết. Chứ bây giờ hiện tại thì nó cũng không có gì. Đấy, phù cho nó lẹ. Có thể nhận nhiệm vụ chính tuyến nè. Như quà VIP nãy mình chưa nhận nữa nè. Này quà online. Chưa được 10, chưa được 20 phút mà heo đã lên được level 50 mấy, 60 mấy rồi. Mà khá là dễ hả? Ok, muốn mạnh thì chúng ta phải nâng độ kỳ. Độ kỳ đây thì chúng ta ưu tiên cái kim nguyên bảo khóa hả? Đó. Ở đây thì mấy cái này chúng ta sẽ bấm liên tục nha. Nếu anh em nào muốn lội thì chúng ta có thể bấm auto click cũng được. Tại vì nó lên một sao thì nó sẽ ngưng chứ nó không có lên nữa. Ngán vậy đó anh em. Nên là chúng ta phải gọi là tự thân vận động đấy. Ok, bởi vậy tính ra là 500.000 kim nguyên bảo là anh em có thể lên được một con thú cưỡi và một con bét rồi. Game thấy vậy chứ cũng dễ nâng đồ lắm anh em. Kim nguyên bảo tuy có nửa triệu nhưng mà nó cũng là cả một cái vấn đề đó. Đó, ok, thôi để con này đi. Thú vệ. Rồi bét thì chúng ta cũng có thể nâng bằng mấy viên này ha. Thì chạy nhiệm vụ thôi. Ta có cái phù này cũng dễ nè, chạy mầm luôn. Và hình như là con bét hơi yếu đúng không? Thì game là chúng ta phải đưa con bét vào cho nó mạnh mạnh cái. Có gì nói cũng tạo điều kiện cho con bét ha. Ok. Đó. Để con bét bự bự lên đánh cho nó phơi ha anh em. Bét yếu quá đánh nó cũng buồn nữa. Bét giống y như là một người đệ tử của chúng ta vậy anh em. Đó. Giống y như một con cún vậy. Đó. Nó có thể đi theo và đánh đấm cũng như là có thể bảo vệ được cho chúng ta này nọ ha. Đó. Nếu mà nó phát triển được cái hình này của con Panda lên nữa thì hôm nó phát triển được có hai con anh em. Đó. Một con nhỏ với một con bự. Rồi. Đó. Rồi cái xong cái nó qua mấy con kia, mấy chán thiệt chứ. Bởi vì mà nó phát triển được nhiều con hơn thì hôm rồi. Ok, chắc xong con này thì chúng ta đem nó ra ngoài được rồi. Không cần chi nhiều anh em. Đó, ok, để con này cho nó đánh bụ ha. Anh em thấy không, có con đi heo nè, màu xanh nè không. Đấy, bởi vậy con bé đi heo là khá là hôm. Nếu có thời gian thì chúng ta sẽ nâng thêm nữa ha. Còn nếu mà không thì ok, cứ từ từ. Mấy cái cải này đánh cái một. Mà hình như cái con này nó hơi lù rù ha. Mình đánh xong hết rồi mà nó còn chưa lại nữa. Đậu phộng nó. Thấy không anh em, thấy có cái phù đã không? Đó, vô cái là chúng ta phù tới nơi luôn. Đây, mở cái phương tôm tìm chủ. À, lạnh nè. Ok. Như cái sự kiện mấy cái này là hồi nãy như là chúng ta tiêu kim nguyên bảo nó ra hay gì á. Kích luôn, kích được không? Không hả? Tôi có được kích cái đó luôn thì ngon. À, có cái phù anh em chạy nhiệm vụ lẹ lắm. Bấm qua bấm lại cái hay cái là xong anh em. Đó, phù nữa kìa. Nạp đầu. Phúc lợi.
tôi bấm cho mấy cái này không được ta. À cái này thì được hả? Miễn phí méo có hả? Màu gì đây, gọi hết rồi, hết rồi. À đủ, lên được cấp 70 rồi nè. Ồ, 8 mấy luôn anh em. Đậu xanh nhanh dữ à. Cầu. À bây giờ chúng ta được cầu rồi nè. À cái này cầu vàng thôi, còn cái này mới cầu A-Sep. Ok. Phương tôn. Đó, bây giờ kích được rồi nè. Oh man. Đây. Chủ này như 9 tiếng hả? Rồi thì link heo sẽ để dưới phần mô tả ha, anh em nào có chơi thì tải về. Đó thì nhắc lại luôn, server 2 sẽ open vào 19 giờ ngày 9 tháng 12 ha, anh em nào có chơi thì tải về. Ok rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like share và đừng quên đăng ký kênh cho anh em. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.